chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe video này. Hôm nay thay vì đưa cho các bạn những mẹo để học tiếng Anh tốt hơn, mình sẽ được dành thì giờ để giải bày với các bạn và kể cho các bạn nghe về câu chuyện trong 17 năm, từ năm mình 17 tuổi đến năm 33 tuổi. Quá trình mà mình đã học và làm việc liên quan tiếng Anh và trình độ tiếng Anh, trình độ khả năng làm việc của bản thân. Người ta hay có câu là put life and work on the scale. Thì ở đây chính là một cái scale. Trong đó thì biểu đồ này có chụp hoành là các năm mà mình đã trải qua và chụp tung là trình độ làm việc, trình độ tiếng Anh của mình. Dấu mốc đầu tiên là khi mình không tuổi, đúng không? Lúc đó thì chưa có một chút tiếng Anh và cũng như trình độ làm việc nào. Mình sẽ đưa ra cái dấu mốc đầu tiên là năm mình 17 tuổi. Và dấu mốc thứ hai là năm 33 tuổi, chính là thời điểm mà mình đang làm video này đây, chính là ngày hôm nay. Vào năm 17 tuổi thì cái dấu ấn ấy là khi mình vào trường đại học FGU ngoại thương. Đó là lúc mà tiếng Anh của mình có nền cực kỳ thấp và mình được đưa vào lớp học của những bạn mà yếu tiếng Anh. Đây là một bức ảnh của cái thời sinh viên đó. Lúc đó thì mình thực sự bị sốc bởi văn hóa, vùng miền, giọng nói, tất cả các tính cách cũng như là những cái hoạt động ngoại khóa. Và điều đặc biệt hơn cả là bị sốc về tiếng Anh. Cảm thấy rất là đau khổ khi mà mình không có thể nói tiếng Anh được tốt. Vì thế nên mình đã quyết định là cực kỳ quyết tâm phải học cho bằng được. Mình đã tham gia nhiều câu lạc bộ cũng như các lớp học thêm ngoại khóa ngoài giờ để mình có thể tăng cường vốn tiếng Anh của mình. Trong suốt những năm đó thì mình đã có tăng lên một chút, nhưng mà cái dấu mốc rất là đặc biệt là sau đó 2 năm nữa, đến năm mình 19 tuổi thì mình đã đi học một thầy giáo tên là David và sau đó trở thành trợ lý của thầy. Cái việc mà học thầy và trở thành trợ lý của thầy nó đã khiến tiếng Anh của mình có thể nói là tăng gấp 3 lần so với trước kia. Và rất vui bởi vì những năm tháng trước đó mình đã cố gắng học, để đến khi gặp thầy thì mình sẵn sàng, cái trình độ của mình đủ để mình có thể hiểu được những điều thầy nói một chút chút, và sau đấy tiếp tục cố gắng thì mới lên được mức có thể làm trợ lý. Và tiếp tục 2 năm sau, khi mình 21 tuổi thì mình có cơ hội được đi du học và lấy được tấm bằng TOEFL. Tấm bằng này thì mình đã đi du học ở Séc, và lúc đó thì chỉ trong có vài tháng đi học thôi, nó đã kích thích để làm cho tiếng Anh của mình tăng trưởng hơn một cách mạnh mẽ. Nghĩa là đôi khi chỉ mất 2 năm để bạn tăng tiếng Anh của bạn, tăng khả năng làm việc của bạn đến một cái mức mà rất nhiều năm trước đó bạn học không đúng cách, hoặc là bạn chưa tìm ra cái chìa khóa thì bạn bị loay hoay và không tìm được đường để đi lên. Như bạn có thể thấy trên biểu đồ thì trình độ tiếng Anh của mình đã thực sự là tăng sau khi mình có được tấm bằng TOEFL mang về nước. Thầy David, mình vẫn nhớ thầy nói với mình là tôi không thể ngờ là vài tháng đi học mà bây giờ về bạn có thể nghe nói nhanh đến như vậy và tốt hơn rất nhiều đến như vậy. 2 năm tiếp theo, vào năm 23 tuổi, thực ra thì trong tất cả những cái khoảng thời gian này mình đều có những cái sự kiện xảy ra, chứ không phải là mình không làm gì, nhưng mà mình đưa ra những dấu mốc này là nơi đánh dấu, là thời điểm đánh dấu những cái cột mốc có lẽ là có cái tính thay đổi quan trọng nhất, những cái bước ngoặt lớn nhất. Năm 23 tuổi thì mình cùng với anh chồng hiện tại của mình, lúc đó vẫn là đang là người yêu, thì chúng mình lập nên trung tâm tiếng Anh mang tên là Passion English Center, là trung tâm tiếng Anh kích hoạt bởi đam mê. Đây là cái thời điểm mà mình phải thực sự làm việc cực kỳ nỗ lực và mình đã khá là mất cân bằng trong cuộc sống và công việc. Mình hy sinh toàn bộ cuộc sống riêng để mình có thể tập trung toàn bộ thời gian của mình ở trung tâm. Có thể nói cuộc sống của mình là ở trung tâm, là làm việc, là cống hiến. Và cái chế độ ăn uống hay là tập thể dục các thứ thì mình hầu như là mình rất sẵn lòng để hy sinh nó. Và vì thế thì cái kỹ năng làm việc của mình tăng lên rất là nhiều. Ở lúc này không chỉ là kỹ năng làm việc đâu, so với thời mà 19 tuổi học bắt David hay là 21 tuổi đi lấy được tấm bằng, mà đây là kỹ năng quản lý từ một cái lớp nhỏ thành cả một trung tâm đồ sộ, phải không? Sau đó thì bước tiến tiếp theo là vào năm 26 tuổi, tức là 3 năm sau. Thì không biết mình sẽ nên gọi đây là bước tiến hay là bước lùi. Nhưng mà như các bạn thấy đấy, thì trình độ làm việc của mình ở cái thời điểm này đã bị giảm sút đáng kể. Lý do là vì sao vậy? Đó là vì mình đã mang bầu và sinh em bé đầu tiên của mình tên là Anna. Khi mà mình có đứa con thể chất này thì cái đứa con tinh thần là trung tâm tiếng Anh mình buộc phải chuyển nhượng lại, và mình không thể ôm đồm cả hai việc cùng một lúc, đặc biệt là trải qua thai kỳ khá là vất vả. Mình phải chấp nhận, mà kể cả không chấp nhận thì nó cũng diễn ra như vậy thôi. Như bạn thấy đấy, thì đây là lúc mà cái kỹ năng làm việc của mình nó đã giảm sút, và cả kỹ năng tiếng Anh nữa các bạn ạ. Bởi vì mình vẫn nhớ như in là trong cái một tháng đầu tiên thì mình có kiêng không nói nhiều cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, và mình cảm thấy mình lưỡi của mình bị cứng lại, đầu óc của mình mụ mị đi và mình không có nhạy bén như lúc trước. 3 năm sau đó là năm 29 tuổi. Trong quá trình này thì mình vẫn đang làm tiếp cái công việc dạy học nhỏ lẻ tại nhà của mình. Cột mốc tiếp theo là năm 29 tuổi thì mình đã vực dậy tiếng Anh cũng như vực dậy kỹ năng làm việc khi mà mình có cơ hội làm biên phiên dịch viên cho Viện Montessori Việt Nam, MIV.
mà được tiếp cận với phương pháp Montessori. Có thể nói là từ khi tiếp cận phương pháp này thì cái cách mà mình đối xử tiếp cận với học sinh, cũng như cho bài về nhà, cũng như tư duy về tiếng Anh, về ngôn ngữ, nó đã hoàn toàn khác. Mình tin tưởng vào não bộ con người nhiều hơn và mình đưa ra những cái thách thức với các bạn ấy theo một cách khác. Tiếp tục đến năm 31 tuổi thì mình vẫn tiếp tục duy trì cái trung tâm mới, và lúc này thì đặt tên cho nó hẳn hoi là trung tâm English Stream Method. Mặc dù phương pháp này là mình đã đem về từ năm 21 tuổi sau khi mình hoàn thành chứng chỉ TOEFL. Và bạn có thể thấy là đây là lúc, năm 31 tuổi là lúc mà tiếng Anh của mình có thể nói là đỉnh cao nhất, kỹ năng làm việc tốt nhất so với các năm trước đó. Là bởi vì lúc này con mình đã bắt đầu lớn hơn, mình lại có Montessori là một cái công cụ cực kỳ hữu hiệu để mình hỗ trợ và hiểu được hơn về tâm sinh lý của con người. Thế sau đó thì lại một chuyện nữa xảy ra, đó là khi mà mình có em bé thứ hai và mùa dịch Covid thì bắt đầu tràn lan khắp mọi nơi. Và lúc này thì mình có những cái ảnh hưởng về tâm lý, là mình cảm thấy là mình cũng không thể ôm đồm được nhiều việc nữa, cho nên mình đã phải thả English Stream Method ra khỏi tay. Mình vẫn làm nhiều việc ạ, mình vẫn có rất nhiều việc, nhưng mà cái chất lượng công việc nó không được cao. Và lúc này thì mình phải ưu tiên dành cho con nhiều hơn. Rất là may mắn là mình được tiếp cận với phương pháp Bright, chăm sóc tôn trọng. Nhờ đó thì mình bắt đầu tìm hiểu và chăm sóc cho chính mình, chăm sóc cho đứa trẻ bên trong mình và chăm sóc cho đứa trẻ ở bên ngoài mình. Đó là cách đây một năm. Và trong một năm từ năm 32 tuổi đến năm bây giờ là 33 tuổi thì mình đã vực dậy được trong một năm qua. Mình cả về trình độ làm việc, kỹ năng làm việc, quản lý trung tâm, cũng như là kỹ năng chuyên môn, giảng dạy và tiếng Anh, thì đã có cơ hội được mài giũa và vực khôi phục trở lại. Mình đã tham dự những cái khóa học cho giáo viên để tăng chuyên môn của mình, đồng thời thì tự đưa mình vào những cái thách thức như là dạy những khóa thuyết trình, phản biện, biên phiên dịch và các khóa IELTS. Và gần đây nhất thì là các khóa Superwomen, đó là mình đang chạy, là cái không gian nơi mà mình phải tra cứu rất nhiều tài liệu nước ngoài trước khi mình bước vào buổi dạy. Cho nên đây là cơ hội mà mình phải thực sự bước ra và đi xa khỏi cái vùng an toàn về kỹ năng làm việc của bản thân. Tuy nhiên thì năm nay, 2023, vào lúc mình 33 tuổi này, thì mình có một cái điều mới. Đó là mình không ghi các dấu mốc là học đại học hay là đi du học hay là mở trung tâm hay là tiếp cận với một phương pháp mới hay là sinh con nữa. Mà năm nay là lúc mà mình sống, mình coi công việc nó là cuộc sống của mình. Cái chữ work này, nếu như bạn tham dự buổi học thì bạn sẽ thấy là nó không phải là work theo kiểu là job, là công việc, mà nó là mình làm việc, cuộc sống là một công việc và việc sống cũng là một công việc rất đáng để làm. Rất hy vọng rằng bấy nhiêu những cái điều chia sẻ nên bạn thấy đây, thông qua các cái năm, các cái cột mốc thì cái tiếng Anh của mình nó đã lúc thì đi cao lên như này, lúc thì đi thực sự đi xuống và lại khôi phục lại, rồi lại đi xuống rồi lại đi lên. Mình không biết là những năm tiếp theo cái work level của mình nó sẽ đi về đâu, nhưng quan trọng là cái life level của mình sẽ cần phải được cân bằng và hạnh phúc. Mình xin chúc cho các bạn khi xem video này cũng giống như mình, có thể tự làm một cái bảng biểu với những dấu mốc quan trọng của những năm đã qua. Chúng ta sinh ra thì không có khả năng biết trước được tương lai, nhưng rất may là chúng ta có khả năng nhìn lại quá khứ và đưa ra các biện pháp quy nạp không hoàn toàn để từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai mà chúng ta không hề biết trước đó. Chúc các bạn có những thì giờ lắng đọng để làm công việc tương tự, chúng ta soi chiếu lại quá trình làm việc và sinh sống của mình nhé. Cảm ơn các bạn.